trước khi chương trình Vua Đầu Bếp mở màn, hàng ngàn thí sinh tại miền Nam và miền Trung đã đăng ký tham gia vào cuộc thi ẩm thực lớn nhất trái đất. Với 37 phiên bản nội địa được sản xuất, phát sóng tại trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với hàng tỷ người theo dõi, tất cả từ những đầu bếp không chuyên đều có cơ hội chiến thắng nửa tỷ đồng. Một cuốn sách về ẩm thực và ghi dấu tên mình trong lịch sử ẩm thực nước nhà với danh hiệu Vua Đầu Bếp đầu tiên của Việt Nam. Sau vòng sơ loại, hồ sơ và phỏng vấn, hàng trăm thí sinh đã được mời đến nấu nướng ở ngoài trời cho 10 chuyên gia ẩm thực là những đầu bếp hàng đầu tại Việt Nam chấm điểm. Các giám khảo vòng tuyển sinh đều rất ngạc nhiên, không phải chỉ bởi sự đa dạng trong ngành nghề của các thí sinh, mà quan trọng hơn là sự đa dạng trong các món ăn. Trải qua rất nhiều khó khăn, những thí sinh này mới có thể có mặt trong các thí sinh được gặp mặt ban giám khảo đặc biệt trong vòng loại của chương trình. Ba vị giám khảo đó là Lúc Nguyễn, một đầu bếp người Úc gốc Việt, là đại sứ giới thiệu ẩm thực Việt Nam ra toàn thế giới. Giám khảo thứ hai là Hoàng Khải, chủ tịch tập đoàn Khải Siêu, với quyền sở hữu và quản lý một chuỗi các nhà hàng. Vị giám khảo nữ duy nhất trong chương trình là Phan Tôn Tịnh Hải, tốt nghiệp thạc sĩ ẩm thực và dinh dưỡng tại New York. Tối nay, chúng ta sẽ lại được thấy các món ăn đầy cảm hứng và rất thực do những con người thực, những người bình thường quanh ta, những đầu bếp nghiệp dư tạo ra từ chính tình yêu, niềm đam mê nấu nướng của mình với nỗ lực để giành chiếc tạp dề trắng và đặt bước chân đầu tiên trên con đường trở thành Vua Đầu Bếp Việt Nam mùa đầu tiên. Ngày thứ hai của vòng loại, các giám khảo đang khao khát có một món ăn hoàn hảo, niềm hy vọng thường trực khắp nơi. Ai trong số những thí sinh này có thể làm ra được một món ăn có thể thay đổi cuộc đời họ mãi mãi? Thí sinh đầu tiên của ngày thi thứ hai là một phụ nữ kinh doanh trên mạng. Và cuộc thi này mình giống như bơi ra một cái biển lớn. Ở nhà mình có thể là mình gọi là ngon nhất nhà, nhưng mà nếu mà ra bơi ra biển lớn thì mình cảm thấy mình như một giọt nước. Sau một tiếng ở khu bếp chuẩn bị, mỗi thí sinh có 5 phút để hoàn thành món ăn trước mặt ba giám khảo. Nếu có 2 trong 3 vị giám khảo đồng ý thì họ sẽ được nhận chiếc tạp dề của chương trình và đi tiếp vào vòng sau. Tôi tên là Nguyễn Thị Phương Vân. Hôm nay tôi đến giới thiệu với ban giám khảo là tôi làm món sườn sốt dâu tây với lại khoai tây nửa luộc nửa chiên. Nửa luộc nửa chiên. Dạ, em bắt bò. Wow. Bạn có 5 phút để làm. Chúc bạn thành công nhé. Cái sốt dâu tây đó là mà làm thế nào? Thông thường người ta hay sử dụng cà chua hoặc là me, nhưng mà bây giờ mình đổi lại là dâu tây, nó vừa thơm mà vừa là ngon. Bạn thả hết tâm hồn vào nấu ăn hôm nay ở tại MasterChef vì sự đam mê hay là vì 500 triệu? Dạ không, vì sự đam mê. Vì sự đam mê. Sau đam mê nữa là mình có luôn 500 triệu. Mà đam mê đấy có rất ý nghĩa không? Mình sử dụng 500 triệu để mà tiếp tục cái đam mê. Cái sự đam mê đó. Yeah. Vui quá, vui quá. Nó dậy mùi của cái dâu, mùi dâu tây lên. Cái vị ăn của em thì được, nhưng mà cái vị dâu tây thì anh thấy nó chưa có tỏa hương thơm. Cho nên rằng là cái này đó là em cần phải chăm chút và hơn chút nữa để làm sao cái vị sườn đó và cái vị sốt dâu tây của em á, nó được quện vào với nhau để nó đẩy lên cái hương vị nó thăng hoa hơn khác nữa. Món ăn của chị, nếu nói về vấn đề tuyệt vời thì tôi không nói được. Nhưng chị là một cái tiềm năng, là một cái hình ảnh mà tôi thấy một điều. Và tôi mong rằng chị phải cố gắng nhiều hơn nữa để chúng tôi có một cái nhìn nhận tự hào về một người nội trợ hơn. Và tôi đưa ra một quyết định, tôi đồng ý. Cảm ơn chị. Cái món của chị truyền bày rất là đẹp. Cái anh Khải nói là cái sốt của chị chưa tới. Em cũng thấy là cũng chưa tới. Mà cái thịt nó dai quá thì tôi không đồng ý. Ừ,
ngoài món này thì sẽ chị có nấu được những món gì khác nữa không? Dạ có. Ví dụ món gì? Rau câu nghệ thuật. Thế ngoài cái rau câu đó chị sẽ làm món gì? Sẽ nấu được món gì nữa? Và còn nhiều món nữa là... Chị có đi học nội trợ không? Dạ không, hoàn toàn không, không học lớp nào ấy. Chị lên đây, tôi hỏi chuyện thôi nào. Giờ nếu như chị làm món sau đó thì chị đã có cái khái niệm để làm món gì chưa? Dạ, món sau thì em sẽ chọn cái món là quả trộn của Huế, tại em gốc cũng người Huế luôn. Nếu có cơ hội thì sẽ làm được món Huế đúng không? Còn bây giờ không có cơ hội. Ok, em ra kia em lấy cái cà phê. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn chị Hải đã thấu hiểu cái tâm. Cảm ơn người quyết định sau cùng. Chỉ cần đam mê nấu nướng và mong muốn có thể mang tới những món ăn ngon cho những người mình yêu thương đều có cơ hội để đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Vua Đầu Bếp Việt Nam. Cái người khác ban giám khảo mình nói là mà khó tính nhất là chị Tịnh Hải, nhưng mình chính chị là rất là hiểu, chị rất là hiểu về cái người phụ nữ Việt Nam. Chào bạn. Chào bạn giám khảo, em là Lê Hoàng Long. Năm nay 24 tuổi, em hiện đang là nhân viên tài chính của ngân hàng nước ngoài. Em nấu món gì? Hôm nay em sẽ làm món cơm, đó là cơm chiên bí đỏ hạt sen. Ủa, em xào lá gì mà nó xanh vậy em? Dạ, đây là nước cà mốt xôi ạ. Món ăn của em á, anh Trương thấy cái hồn ở trong đó. Và cái hạt sen của em á, nó không có nhừ. Theo ý họ thì họ thích cái khẩu vị ăn nhừ, nhưng mà đối với tôi thì tôi thích nó ăn bùi bùi và giòn giòn. Tôi không đồng ý. Đối với tôi thì tôi thấy là cơm chiên mà tôi cứ nghĩ đó là cơm trộn. Tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý, cảm ơn em. Em có một điều rất là đam mê, rất là muốn thể hiện hết mình. Tuy nhiên cái kỹ năng em chưa tới để mà thể hiện sự đam mê của mình. Đó là điều chúng tôi rất là tiếc. Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Ít nhất tôi cũng phải lấy được cái tập về vàng. Nhưng mà thực sự rất là thất vọng. Tôi nghĩ là cái khẩu vị của họ nó quá cao cấp. Tôi nghĩ vậy. Cho nên là tôi nghĩ là cái món cơm của tôi thì họ không ưng ý. Giờ tôi đã sẵn sàng. Huỳnh Ngọc Huy. Em tên là Thanh Nguyên, năm nay em 19 tuổi, em là sinh viên. Em tên là Lê Thu Thảo. Em tên là Vũ Anh Tùng, sinh năm 1987. Và hôm nay anh mang cái món gì đến cái chương trình MasterChef Việt Nam này? Đây là món bánh cuốn Bình Định. Món bò kho, bún bò xào xả, cá hồi áp chảo Á Âu ạ. Thịt bò cuốn dứa. Tôi không đồng ý. Cá là khô, da rất là tệ. Cái thịt này của em chỉ cần nhừ một cái thì tất cả ba giám khảo đấy sẽ đập đầu nhận thức. Tôi rất tiếc là cái vị của nước mắm á, nó bị ngọt quá. Anh cũng không đồng ý. Em mà nấu ăn như thế này thì chết. Xin lỗi em, không đồng ý. Chiến thắng không hề đơn giản với những thí sinh tiếp theo khi món ăn của họ không thực sự hấp dẫn với ba vị giám khảo.
người sắp bước qua cánh cửa của vua đầu bếp là một chủ nhà trọ. Khó có thể hình dung người đàn ông này lại mang đến một thể loại nấu ăn khá phức tạp trong ẩm thực. Đó là trường phái ẩm thực đa văn hóa. Chào anh. Dạ chào. Chào anh. Anh tên gì? Dạ tên Bình, Triệu Xuân Bình. Anh nấu món gì? Hôm nay thì nấu cái món mì Ý xào hải sản, sốt có mắm mắm lóc trong. Mắm lóc của mình. Tại vì Ý thì là nó có cái anchovy mà Việt Nam mình mắm rất là nhiều. Yes. Là muốn dùng cái mắm lóc đó, các loại mắm vô trong cái món của Âu Á. Anh có 5 phút để làm. Rồi. Anh có biết hồi xưa á, bên Ý là có loại mắm nữa. Anh biết không? Đúng, có biết cái con anchovy á. Không, hồi xưa là giống mắm cá lóc của mình á. Cái đó thì chưa biết sếp. Chưa biết nhưng mà biết. Mấy trăm năm trước á, cái anchovy tế là bây giờ nó bỏ cái mắm đó. À vậy à. Thì anh chế biến cái này lại bữa nay là rất là hay. Dạ dạ dạ. Xài mắm cá lóc của mình, của Việt Nam. Đức thấy là món này là rất là ngon. Cảm ơn. Thì tôi đồng ý. Cái mì á là cũng dai. Dạ. Trình bày đẹp. Very good. Không phải là tôi không thích sự sáng tạo. Tôi rất thích sự sáng tạo. Nhưng nó phải dựa trên một cái nguyên tắc cơ bản nhất. Mà tôi thấy rằng anh thành công ở một cái điểm là tôi đồng ý liền. Đó là cái sốt cà chua, đó là cái nền quan trọng cho cái mì Ý. Anh có thể thêm mắm, đó là sự sáng tạo, nhưng cái nền cơ bản của anh, cái sốt cà chua, nó phải hoàn hảo. Thì cái sốt cà chua anh chưa nấu tới, đặc biệt cà chua là anh phải xay, chứ không phải cắt thái bụp ra nấu sốt. Thì tôi nghĩ sáng tạo tôi ủng hộ, nhưng cái cơ bản chưa hoàn thiện để tạo ra cái nền sáng tạo. Thì bản thân tôi không đồng ý món ăn này. It's nice. Thế không ngon hả? Ông chủ nhà trọ vừa giới thiệu một trường phái ẩm thực đa văn hóa với món mì Ý kết hợp với mắm cá lóc của Việt Nam đã bị giám khảo Tình Hải từ chối và nhận được sự đồng ý từ giám khảo Lúc Nguyễn. Quyết định cuối cùng đang phụ thuộc vào giám khảo Hoàng Khải. Đức thấy là món này là rất là ngon. Thì tôi đồng ý. Tôi nghĩ sáng tạo tôi ủng hộ, nhưng cái cơ bản chưa hoàn thiện để tạo ra cái nền sáng tạo. Thì bản thân tôi không đồng ý món ăn này. Anh làm được món này mà cho cả món cá lóc vào là thay đổi luôn cả thế giới luôn. Bởi vì là cái này là một cái mà nó gọi là một chân trời mới. Cái này là một cái sự sáng tạo mà tôi đánh giá cao cái sự sáng tạo này đó. Yeah. Hương vị mắm của mình đó, tôi sẽ cố gắng tôi phối hợp vô cái món Âu Á để làm nên một cái món mới, một cái chân trời mới của ẩm thực Việt Nam này. Trong khi thí sinh Triệu Xuân Bình đang vui mừng với chiến thắng của mình, thì những thí sinh khác vẫn đang nỗ lực quan tâm đến từng chi tiết để tạo được những món ăn hy vọng có thể lấy được cảm tình của ban giám khảo. Tôi đến từ công ty chuyên về cung cấp thực phẩm và thiết bị tàu biển. Hôm nay đến với cuộc thi MasterChef thì tôi mang đến món curry Thái.
chào ban giám khảo. Em tên là Nguyễn Trường Giang. Hôm nay em mang đến đây chương trình để giới thiệu cho ba vị giám khảo món cà ri đỏ nấu với ớt chuông và thịt heo. Cà ri của Việt Nam hay cà ri Ấn Độ? Dạ, cà ri của Thái ạ. Cà ri đỏ, Thái, ok. Dạ. Em có 5 phút bắt đầu. Em nấu món này là em ở nhà em, bạn gái em rất là thích ăn cà ri. Và em học rất là nhiều món cà ri để em nấu cho bạn gái ăn. Có nghĩa là yêu bạn gái quá là phải sưu tầm. Dạ. Làm sao? Cái cà ri á, cái cà ri là em mua cái bột cà ri của Ấn Độ. Em mua cái bột. Dạ mua cái không bột. Làm. Dạ, không cái làm. Em chỉ mua cái bột thôi, là em pha ớt, em pha ít xíu, em đâm cái nước riềng. Anh thấy là nó chưa tới cái level của MasterChef. Cái món này cũng em cũng biết là nó hơi bình dân đối với tại là món ăn thường ngày của người Thái, nhưng mà cái món này là cái món mà bạn gái em rất là thích, nên bạn gái em nói là anh nấu món này anh đem đến giới thiệu cho chương trình để mà theo chương trình là mỗi ngày mình ăn cái gì mà cái hương vị như thế nào và em thích những món như vậy. Tôi không đồng ý. Okay. Rất tiếc cho bạn và tôi phải nói một điều, tôi không bằng lòng, tôi không đồng ý. Nhận xét của ban giám khảo là đúng. Tại họ là những ông gia chuyên những là chuyên gia ẩm thực. Tôi là những người nấu bếp nghiệp dư. Thì đó là những lời nhận xét mà mình phải cần phải học, cần phải trau dồi thêm. Mặc dù không được cái tập về nhưng mình thấy là mình đã làm cho mọi người hài lòng và vui vẻ. Liệu món tiếp theo có điều gì ấn tượng với ba vị giám khảo không? Hôm nay em mang đến mời ban giám khảo món fish tacos with mango salsa. Fish taco. Yeah. Mexico. Yeah. Okay. Tại sao chị lại chọn cái món Mexico? Em thấy là người Mexico thì có nhiều nét tương đồng với người Việt Nam mình. Cái thứ hai là ông xã em thì ông ăn cái món này ông rất là thích, cho nên là cũng thỉnh thoảng vẫn làm cho ông. Và em cũng thích cái những cái điệu salsa, cha cha cha. Salsa thì bao gồm là bơ, xoài, cà chua, một ít lá kinh giới khô, một chút xíu muối, chút xíu tiêu, ớt, dạ có chanh, nước cốt chanh. Dạ. Ớt thì em nướng lên và cho nó tỏa cái vị cay của ớt ra, bầm cho cái này. Cái nước mà em pha với bột đó là em dùng bia và bột mì, bột năng. Dở như thế này. Trời ơi, dở quá trời luôn. Em có hết sức mình. Trời, dở quá à. Ô. Ôi, cẩn thận. Dở quá trời luôn. Ô. Này á, ăn này không có được. Từ giờ đừng có nấu như này nha, ăn này không có được.
Cảm ơn. Ban giám khảo nói là dở quá nhưng mai mốt đừng có nấu như thế này nữa, nhưng mà cuối cùng thì ban giám khảo nói rất là ok, sót rất là ngon. Được phải không? Em tên là Huỳnh Ngọc Tấn. Em tên là Phạm Thị Đức Hạnh. Em hân hạnh được mang đến món tôm hoàng kim. Em sẽ nấu một cái món bao gồm 4 thành phần là gà luộc, khoai tây, cà rốt và măng tây. Tôi thích món ăn của chị giống như tôi thích chị vậy đó. Anh không đồng ý. Anh đồng ý. Dạ, cảm ơn. Chồng ơi, được rồi. Em tên là Phan Hữu Lộc, năm nay 24 tuổi. Em đang là người mẫu tự do. Em nói to lên. Em tên là Phan Hữu Lộc, năm nay 24 tuổi. Em đang là người mẫu tự do. Người mẫu tự do. Thế hôm nay em mang cái món ăn gì đến MasterChef Việt Nam? Hôm nay mang thịt bò ngâm rượu. Em có 5 phút bắt đầu chuẩn bị. Thế ở nhà em có hay nấu ăn không? Dạ cũng có nhưng mà nấu chay không ạ. Nấu chay à? Dạ. Sao không thi món chay? Trời, sao không thi món chay? Tại vì em muốn đổi món cho khác lạ. Với lại em muốn thử mấy món này á. Mình coi sự phát triển của mình sang món khác. Em làm người mẫu thời trang lâu chưa? Chưa 2 năm rồi. 2 năm hả? Dạ. Thịt bò này mất rượu với lại tương ớt. Tương với lại mấy cái gia vị á. Bạn làm món này mấy lần rồi? Dạ 2 lần. 2 lần? Lần đi lần thứ 2? Tại vì nấu chay không à. À, bạn không ăn chay mà bạn nấu chay cho chị dạ. Và anh của bạn. Dạ. Em ý kiến. Em ăn thử. Đi. Ăn thịt đó. Cũng hơi dài dài. Dài lắm. Ừ. Tại trong đây 5 phút. Gia vị ngon không? Gia vị thì ok. Ok thế phải không? Dạ. Yeah. Cảm ơn em. Thế em nấu cái món này thì em có nêm nếm không? Dạ có. Thế em ăn chay mà cái này có thịt thì làm sao bây giờ? Không, em ăn thịt bình thường. Ủa em nói em ăn chay mà. Không, em nấu đồ chay thôi. Cũng ăn thay, cũng ăn chay, cũng ăn mặn. Thịt đã dai quá. Gia vị chưa có đủ. Thì cái món này không có được ngon em. Thì anh không đồng ý. Cảm ơn anh. Hình như là bạn rất là thích rau củ quả. Tôi thấy là thơm rồi, ớt chuông đỏ xanh bạn bỏ quá nhiều. Điều thứ hai nữa là cái dĩa thì nhỏ mà đồ ăn thì quá nhiều. Tại vì rau củ quả em muốn tốt cho sức khỏe. Cái đó là em ăn chay thì em sẽ hạn chế thịt hơn.
nhưng cái định lượng bỏ trong cái dĩa đó nó không có phù hợp. Yeah. Và đặc biệt cái vị của bạn nó không có, không có nghiêng về vị nào cả, và tôi không đồng ý. Cảm ơn anh. Hẹn gặp em MasterChef Việt Nam mùa sau. Dạ, yeah, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn anh. Hơi buồn và tiếc, nhưng mà tôi sẽ tham gia được sau vì tôi thích nấu ăn mà. Chào ban giám khảo. Em tên là Nguyễn Quốc Huy, em hiện tại là sinh viên năm cuối trường đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Con tên là Lê Thị Tuyết Phượng, số báo danh của con là 3636. Em thí sinh Bùi Thị Xuân Hương. Em tên là Nguyễn Quang Huy, hiện nay em là kiến trúc sư. Thì hôm nay em mang cái món ăn gì đến MasterChef Việt Nam? Em có chuẩn bị món pasanya, gạo tôm bọc trứng cút, trứng gà dồn thịt chiên giòn, món bún thịt nướng, tôm uyên ương ạ, gỏi rau má tôm mực ạ. Giờ vô là biết là còn sống rồi. Không muốn ăn này nữa. Ngọt quá. Em sợ là em bỏ nhiều, em lỡ đang bỏ nhiều cá cơm quá, cho nên cái nước mắm nó mặn. Cái này nó quá mức mà đến nỗi cảm nhận là run cả người này, ấn tượng luôn, thật á. Thì anh cũng không đồng ý. Cái màu sắc thì đậm quá. Điều thứ hai nữa, cái sốt nó bị ngọt. Tôi rất tiếc là tôi không đồng ý. Tôi đồng ý món ăn của chị. Tôi không đồng ý với cả cái món gà. Thực lòng thì tôi chưa thích. Tôi không thích món ăn này. Tôm nó hơi dai. Đúng rồi. Với cái chanh dây á, là cái sốt chanh dây mà nghe chưa, chưa có nghe mùi chua. Nó mặn với ngọt. Cái vị của món ăn của chị nó vừa ngọt, có lúc ngọt, có lúc lại ngọt, là có lúc lại mặn. Và thực sự khi mà tôi ăn miếng ăn vào trong cổ họng vẫn đồng lại một cái hương vị, đó là tanh. Tanh lắm, điều đó rất là cấm kỵ trong khi mình nấu tôm và hải sản. Cái thịt nướng á, là kỳ vọng nhất là cái gia vị và cái mùi thơm nó phải nồng lên, nó đem sự quyến rũ cho người ăn. Thịt nướng của em là không đạt với cái yếu tố mà tôi vừa đưa ra. Tôi không đồng ý. Cảm ơn em. Thật là đáng tiếc thật quá. Cảm ơn nhé, cảm ơn. Chiến thắng không hề đơn giản với những thí sinh tiếp theo khi món ăn của họ không thực sự hấp dẫn với ba vị giám khảo. Chàng trai Việt kiều người Úc liệu có mang được những điều mới lạ đến với MasterChef Việt Nam? Xin chào bạn giám khảo. Tôi tên là Ngô Thanh Hòa, công việc của tôi là làm quản lý nhà hàng và bar. Hôm nay bạn mang món ăn gì đến chương trình? Hôm nay thì tôi làm một cái món gọi là chicken fettuccine with pesto with rocket. Một chút xíu nó rất là nhẹ và nó không có nặng về pasta, tức là nó mix hơi giống như salad vậy. Mời bà. Thank you. Bạn Hoa ơi, tại sao bạn tham gia vào MasterChef? Đây là một cái nhân duyên mà tôi nghĩ là rất là may mắn, bởi vì khi mà quyết định về Việt Nam làm việc thì lý do là bởi vì gia đình muốn gần lại với lại bố mẹ. Trước đây thì gia đình cũng nói là ở bên Úc thì con hay là tại sao không tham gia MasterChef, nhưng mà tôi cũng chưa có nghĩ rằng là đó là cái điều mà tôi mong muốn. Sẵn đây tôi nghĩ tại sao không thử khi đang ở Việt Nam. Thật ra đó là lý do mà tôi tham gia MasterChef ở Việt Nam lần này. Còn 30 giây nha. Dạ. Bạn đã hết giờ. Tell me what you like. Về cái trình bày á,
thì là anh có thể làm tốt hơn. Bởi vì cái món mì á là một cái món bình thường, cho nên rằng là anh sẽ dùng cái đĩa mà nó có cái màu sắc một chút. Có nghĩa là trong cái màu sắc một chút để mà nó tôn cái mì lên. Ví dụ chẳng hạn như là nó có cái màu như là cái màu mơ, hoặc là nó có cái màu, một cái màu gì đó. Bởi vì là khi anh đến với cuộc thi MasterChef thì anh phải có một cái gì anh chăm chút hơn vào. Chứ còn một cái mì và anh mang một đĩa trắng tới mới một món ăn bình thường thì nó trở thành bình thường, và cái vị của anh á cũng bình thường. À, nó không có miêu tả được một cái là anh thực sự là anh đam mê vào đó. Tôi chưa nhìn thấy cái đam mê này, tôi không đồng ý. Lúc thấy em khéo tay, làm cũng có kinh nghiệm nhiều nấu ăn. Em làm cái gì cũng đúng hết. Cái món này món Ý, fettuccine, cái mì là dai dai, ngon. Olive oil, good. Pesto của em, pine nuts, basil, anh thấy là cũng ngon. Chắc thiếu chút xíu muối thôi, muối tiêu thôi. Mà nhiều khi cũng gấp quá em cũng yeah. Cái cải rocket rất là tươi, tôi đồng ý. Bước đầu anh cho tôi một sự choáng ngợp về cái kỹ năng, cũng giống như cái đam mê và cái chia sẻ cái ngôn ngữ, cũng giống như cái thuyết trình anh rất là tốt, động tác rất là tốt. Và tôi kỳ vọng nơi món ăn của anh rất là nhiều. Kỳ vọng với món ăn của anh rất là nhiều. Cảm ơn chị. Nhưng giá như những cái món ăn đó anh sẽ làm tốt hơn về cái vị, là thêm phô mai vào, thêm phô mai vào thêm một chút nữa, hơi mặn một chút nữa, và trang trí đẹp thêm một chút nữa, nhưng rất tiếc tôi phải nói một câu, tôi không đồng ý. Rất là rất tiếc. Và hẹn anh lại dịp sau. Ok. Hẹn anh lại dịp sau. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Em làm món này nhiều lần chưa? Cái chuyện này là MasterChef. Tôi tên là Trần Văn Dần, đến từ thành phố Huế. Hiện tại tôi đang là kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di động ở thành phố Đà Nẵng. Và tôi muốn mang đến những món ăn dân dã. Có thể khi mà coi chương trình này thì những người mà chưa biết món đó thì có thể làm theo được, vì những nguyên liệu của tôi lấy ra thì rất đơn giản. Em xin chào ba vị ban giám khảo ạ. Chào em. Chào em. Em tên là Trần Nguyên Dân, em đang làm việc là kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại. Hôm nay em muốn mang tới cho ba vị giám khảo là món lươn đùm. Lươn đùm. Em có 5 phút. Thường cái món này cuốn giấy bạc hả em? Dạ vâng. Món này đúng ra nó là cuốn với lá sen, nhưng mà em kiếm lá sen không được nên em phải cuốn là bạc. Dạ. Mình phải hấp sao cho nó lươn vừa tới chín, còn độ ngọt và độ dai của lươn. Và em đã cần thời gian để phù hợp. Món của em xong rồi ạ. Sài Gòn không có lá sen. Dạ vâng, em tìm và chờ cũng bậy và sáng nay em đi thì không có. Ổn quá. Cuốn lá sen rất là đẹp ha. Ở đây có gia vị gì em? Dạ, có dầu hào, muối. Dầu hào, muối chính và cái nó. Em làm món này nhiều lần chưa? Dạ, lần này lần thứ 3. Lần thứ 3 thôi? Dạ vâng. Giỏi quá. Dạ vâng, cảm ơn. Cảm ơn em. Chào em. Dạ vâng, chào chị. Em có nghĩ nó có thể ăn kèm với bánh tráng không? Dạ có. Và em điều rất tiếc sáng nay là hai lần là em không kiếm được lá sen với là bánh tráng. Cảm ơn em.
cái cách em cắt cà rốt, lương rất là hay, rất là khéo tay. Cái trình độ của em là cao mà chưa tới đây. Anh đang suy nghĩ nha. Okay. Cái này của em á là cái sự chuẩn bị á có thể gọi là sơ sài. Còn cái đồ ăn vị của em á thì nó hơi mặn một chút nhưng mà có thể sửa được. Nhưng cái sơ sài của em và cái sự chuẩn bị của em á nó chưa hoàn thiện. Thế cho nên rằng là anh không đồng ý với cái này. Tôi hiểu em. Bởi vì tôi là cũng là một người tha phương. Tất cả những cái mà để chế biến món ăn á, mình mà một người là tới một cái thành phố mới không phải có liền đâu. Mà đặc biệt mùa này thì sen không có vì lạnh lắm. Thì này tôi hiểu nên tôi thông cảm với em. Bánh tráng là sao? Bánh tráng là dễ. Bánh tráng là dễ đúng không em? Vì sáng em đi sớm mà có chỗ chưa nướng. Em đi ra chờ quận 7. Lý do đó chưa được thuyết phục. Phải cố gắng nếu em muốn sự thành công. Tôi nhìn thấy em một sự sáng tỏa, một nghị lực và cố gắng. Đặc biệt nữa là món ăn của em về tổng thể tốt em ạ. Em chỉ thiếu là bánh tráng. Nếu có bánh tráng là tất cả đều tuyệt vời. Và tôi tin em sẽ thành công nên tôi đồng ý với em. Anh có hồi hộp không? Có ạ, rất hồi hộp. Em qua đây cho anh hỏi chút xíu nha. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 20 ạ. Có đam mê? Dạ có. Rất đam mê phải không? Em phải cố gắng hơn. Chương trình này là Master Chef. Dạ. Phải cố gắng hơn. Em sẽ cố gắng rất nhiều sau để chuẩn bị chú đáo nè. Tôi đồng ý. Mà ban giám khảo đồng ý rất vui sướng. Cô Hải nói vào sau em phải chuẩn bị kỹ hơn vì được ai chương trình là MasterChef này. Trần Văn Dần, thợ sửa chữa điện thoại đến từ Huế, đã nhận được sự đồng cảm của giám khảo Trần Hải và là động lực để Dần tiếp tục đi tiếp. Oh, he's back. Tại sao? Tại sao em tới đây? Bởi vì tôi muốn có một cái cơ hội này để nói chuyện, trình bày với lại ban giám khảo là cái đam mê về ẩm thực của tôi. Lúc nãy tôi chưa có cơ hội để nói thêm những cái gì mà cái tâm huyết trong cái tham gia cái chương trình lần này. Tôi nhân cơ hội này để có thể có một cái cơ hội để học hỏi thêm về những cái ẩm thực của châu Á của mình, đặc biệt là người Việt Nam của mình. Bởi vì tuy là sống xa Việt Nam 18 năm. Xin lỗi anh, ngắt lời. Và chúng ta phải giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Cái món ăn vừa rồi tôi làm ra đó, nó có thể là chưa đạt theo cái yêu cầu của ban giám khảo, nhưng mà tôi hy vọng rằng ban giám khảo nhìn thấy những ưu điểm của tôi, những cái cá tính của tôi. Nếu như anh cũng có những cái đề nghị như vậy thì tất cả những các thí sinh khác người ta cũng sẽ có những đề nghị tương tự. Chắc chắn rằng không ai, nếu mà một người nếu mà thực sự mà nếu không có đam mê về cái ẩm thực thì họ sẽ không quay lại và để cố gắng. Nhưng mà tôi dám chắc khẳng định rằng tất cả những gì tôi làm từ trước tới giờ, vấn đề về nấu ăn đều bằng tất cả cái niềm đam mê. Với con mắt của tôi ấy, là không có công bằng so với cái thí sinh khác, cho nên là tôi không có nhận xét gì cả. Và những cái đó chị Hải sẽ có một lời nhận xét để làm sao cho anh ấy hiểu, hoặc là tôi phải out ra khỏi đây. Cho em nói thêm một lần với anh Khải luôn. Có thể anh Khải có rất nguyên tắc, anh Khải em đồng ý cái đó. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu mình cảm thấy nó có thể tạo cho người ta một cái cơ hội để một thay đổi gì đó mới mà nó tốt hơn và nó đẹp hơn, thì em nghĩ rằng là đó là em có hy vọng anh Khải suy nghĩ lại. Nếu mà cái thuyết trình cũng giống như cái anh đang chia sẻ để cho chúng tôi hiểu về anh nhiều mà để chúng tôi đồng ý với anh á, thì tôi tin chắc là không công bằng cho tất cả những thí sinh ở đây. Cũng giống như một cái thiện chí của anh bắt nguồn với cái tự tin, cũng giống như là con người rất là kiên nhẫn
để mà quay trở lại, để làm lại, để thể hiện mình và cùng tham gia với MasterChef, thì có một cái là anh phải làm món ăn mới trong vòng 30 phút và quay trở lại đây. Ngay bây giờ? Ngay bây giờ 30 phút một món ăn khác quay trở lại đây. Không phải món ăn đó. Nếu như món ăn ban đầu, dù anh có thuyết phục cho tôi đến lâu nhiều hơn, tôi vẫn không đồng ý. Giống như anh Khải thôi, vì đó là sự không công bằng. Chúng tôi sẽ cho anh 30 phút nữa để làm một món khác, để thể hiện có thực sự anh có đam mê không, thể hiện anh có đúng kỹ năng hay không, và anh có hạnh phúc và quyết tâm đi vào vòng trong hay không. Ok, có nghĩa rằng là bây giờ thì hai giám khảo còn lại sẽ tiếp tục đi theo cái ý tưởng của có mình. Có hiểu vấn đề không ạ? Và lúc đó đó là tôi sẽ không tham dự vào nữa, và hai giám khảo sẽ có quyền quyết định cho anh này, thí sinh này ha. 30 phút, em làm được. Let's do it. Ok, I will. Prove them wrong. Ok. Go. Làm một món ăn trong vòng 30 phút. Mọi người có gì cho anh xin được ta ha? Có ai có cho gì, có cho anh xin được không ta? Tài rốt cái thằng tay với có hả? Rồi rồi, cho anh tài rốt cái thằng tay đi. Ai có dầu hào không ta? Dầu hào hay là có gì, có những tương gì không ta? Nếu mà mình đã có một cái đam mê rồi thì bằng mọi cách mình có thể mình sẽ sáng tạo ra và đưa ra một món ăn rất là thường, rất là bình, rất là gọi là giống như từ dân dã nha. Mà những món ăn đó có thể mình có thể xoay sở hàng ngày. Tôi nghĩ rằng cái cơ hội nào nếu mà không đúng thời điểm và không đúng cái tình huống thì chắc chắn là cái cơ hội đó sẽ không mỉm cười lần thứ hai cho mình. Đã là món ăn thì phải hấp dẫn. Hấp dẫn cả vẻ bên ngoài thôi thì chưa đủ, mà cần phải từ bên trong nữa. Em mang đến cho MasterChef Việt Nam cuộc thi này món ăn là món sò điệp sốt gạch cua đồng, thịt bò cuốn với lê áp chảo, bánh almond cream cheese lover. Sốt cua của anh á thì nó hơi bị mặn quá, tôi không đồng ý với cái này. Món bò chắc chắn là không đồng ý rồi, vì nó dai quá. Bánh của anh không có ngon, cái bánh cứng khó cắt nữa, anh không đồng ý. Đây là lần thứ hai tôi sẽ nấu một món mà trong vòng 30 phút. Coi như là để thuyết phục lại cái quyết định cuối cùng của ban giám khảo. Món gì em? Em chỉ có món chỉ có gà với cà rốt với lại hành tây với lại gừng với ớt, em xào chung với nhau. Ủa, bao nhiêu phút em đi đâu, có đi chợ? Không, tại vì gà em còn, em xin mấy bạn. Mấy bạn ở đây? Dạ, nói chung là họ rất là đoàn kết giúp đỡ cho những thí sinh đi chung với nhau. Họ cũng hiểu cái mỗi người có cái hoàn cảnh. Thì em nghĩ là bây giờ trong 30 phút cũng như mà một ngày mà mình ở nhà hay là ở đâu mình đi cần muốn ăn buổi trưa hay buổi tối mình không có gì trong phòng là một thời gian ngắn như vậy, thì cái gì mình có là mình cứ create ra lại một cái món để mình có thể mà làm cho cái bữa ăn nó ok. Em hy vọng là nói chung chị Hải cũng như anh luôn sẽ tạo cho em một cái cơ hội, bởi vì chắc chắn rằng trong cái cuộc này có những cái mà em cũng hy vọng mình sẽ có được cái cơ hội để học hỏi thêm nhiều thứ, bởi vì chắc chắn là gọi là MasterChef thì cái bước đầu tiên không thể chưa phải là chỉ mới chặng đường ban đầu thôi, còn cái chặng đường sau này cả là một quá trình để mà có thời gian học hỏi trao dồi thêm để trở thành một người MasterChef được. Bởi vì một người MasterChef chắc chắn phải hội đủ nhiều cái yếu tố, không chỉ cái nấu ăn ngon mà cũng phải có một cái tính cách tính riêng, làm cái gì đặc thù. Bà không cần nói nhiều, tôi đồng ý. Cảm ơn chị rất nhiều. Thank you so much. Cảm ơn chị rất nhiều. Tôi đồng ý. Cảm ơn chị. Thịt gà rất là mềm và bạn ứng phó được trong lúc khó khăn của tôi là 30 phút. Cảm ơn.
và những nguyên liệu bạn rất là tiết kiệm và cách thái rất là đẹp. Điều đó tôi yêu cầu bạn phải nói thôi. Cảm ơn chị. Thank you. 25 phút. Yeah. Em làm món này. Yep. Rất là giỏi. Thank you. Rất là thông minh. Thank you. You got skill. Thank you. Yeah. Sorry. Đừng mua. Cho. You got skill. Ý của Lít thì sao? Rất là ngon. Rất là ngon. Tôi đồng ý. Thank đồng you. Thank you. Em qua đây. You need to prove me wrong, right? Well, no, I thank you so much. Thanks. Thank you. I believe. Thank you. Thank you. Thank you so much. Cầu của câu hỏi của ban giám khảo Mùa Thiền rất là ngắn, chỉ có 25 phút thôi, phải chuẩn bị một cái món ăn mà anh nghĩ rằng đó là cái yêu cầu mà họ cần ở những người tham gia cái chương trình này, bởi vì chắc rằng trong Mùa Thiền rất là ngắn mà để làm được công việc như vậy nó đòi hỏi mình thực sự có sự một cái kỹ năng và một cái ý tưởng sáng tạo nữa để đi làm cái món ăn mà ban giám khảo cảm thấy thích. Hàng ngàn thí sinh đăng ký tham dự, hàng trăm món ăn đa dạng đã được các đầu bếp chuyên nghiệp thử. Chỉ có 50 thí sinh tại miền Nam và miền Trung được vào gặp ban giám khảo ở vòng loại vua đầu bếp Việt Nam. Vậy là công cuộc tìm kiếm tại hai khu vực này đã kết thúc, với 17 chiếc tạp dề trắng đã tìm được chủ nhân. Chúc mừng chị. Chồng ơi, được rồi. Tập tiếp theo sẽ có những thí sinh nếm mùi thất bại, nhưng cũng có không ít những thí sinh vỡ òa cùng với ngọn lửa chiến thắng của MasterChef. Và cuộc hành trình tìm kiếm vua đầu bếp đầu tiên của Việt Nam vẫn còn tiếp diễn. Đón xem vòng loại miền Bắc của MasterChef Việt Nam vào 20 giờ thứ sáu tuần sau, ngày 22 tháng 3 trên kênh VTV3, đài truyền hình Việt Nam. Em ấy có khiếu nói chuyện và đang sơn là nấu ăn. Không đồng ý.